liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổ 4, phường Duyệt Trùng, thành phố Cao Bằng. Ngày 10 tháng 9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nông Thị Nghiệp, sinh năm 1970, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Duyệt Trùng, thành phố Cao Bằng và bà Mã Thúy Huyền, sinh năm 1968, công chức địa chính xây dựng của ủy ban nhân dân phường Duyệt Trùng, thành phố Cao Bằng. Kết quả điều tra cho thấy, bà Nông Thị Nghiệp, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Duyệt Trùng và bà Mã Thúy Huyền là người trực tiếp đến kiểm tra đã thực hiện không hết trách nhiệm để bỏ lọt vi phạm của công trình. Hành vi của hai bị can đã cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 360 Bộ luật hình sự. Trước đó vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2023, công trình kè đá chắn đất tại tổ 4 phường Duyệt Trùng bị sạt lở gây sập nhà dân làm 3 người tử vong và 2 người bị thương. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.